Bé Vi hôm nay muốn đi chơi đâu nào? Đi chơi công viên. Thế á? Thế đi chơi xong thì mẹ sẽ dẫn con đi ăn cho thật ngon nhá. Vâng ạ. Cô ơi cô, nếu cô bẩn rồi à, với cả sáng cháu chưa đánh được đôi nào, cô có cần cháu đánh không ạ? Mày bảo giày ai bẩn? Giày tao thế này mà bảo bẩn đó. Có bẩn ý thì là do mắt nhìn của mày. Cứ sống với kiểu nghèo khổ thì nhìn đâu cũng chỉ thấy nghèo khổ thôi. À, nhưng mà cháu đã làm gì cô đâu mà cô cầu cháu thế ạ? Hay. Vậy là còn chả treo lắm mồm ấy à? Mà mấy đứa trẻ con như mày ý, tao gặp đầy rồi. Cứ tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp đi, nhưng mà người ta sơ hở ấy thì lại móc túi, cướp giật. Không tránh xa ấy, có ngày bọn tao cũng bị cướp theo ấy. Đi con. Tan học là con nhớ về nhà ngay nhá. Đừng có đi đứng linh tinh, lạc đường đấy. Vâng, con nhớ rồi ạ. Nhưng sao mẹ lại không đến đón con? Tại hôm nay mẹ có chút việc bận, thế nên là mẹ không đón Vi được. Mẹ xin lỗi nhá. Nhưng mà con lớn rồi, đã biết đi từ siêu thị về nhà rồi còn gì nữa. Thế nên là phải biết tự lập đi nhá. Nào, không được cái làm mặt buồn đấy chứ. Lớn rồi, đi học rồi thì phải tự lập được. Mà trường ngay gần đây cơ mà. Con thẳng này, qua ngã tư sẽ trái là đến rồi. Hôm nay mẹ sẽ chỉ dẫn cho con kỹ hơn để con biết đường nhá. Đồng ý không? Đó. Ừ. Thằng Danh này, sao mày lại ở đây? Bén mảng trước cổng nhà tao, định ăn cắp cái gì đấy à? Không phải đâu ạ. Cháu ở đây là chờ khách quay lại lấy giày rồi ạ. Mới tí tuổi đã biết nói điều rồi. Hôm trước thì vừa bảo không có khách, hôm nay lại bảo chờ khách, đâu ra? Cháu đánh giày thì có ngày có khách, có ngày không có chứ cô. Đấy là chuyện bình thường mà. Đấy cả hôm nay là cháu phải ở đây để chờ khách quay lại lấy giày ạ. Chả treo nữa à? Tao không cần biết mày chờ đợi ai, nhưng mà không được đứng trước cổng nhà tao. Biết? Bé Vi chờ mẹ một tí nhá. Đi mẹ giải quyết thằng Danh này đã. Sao con đứng được ra đấy? Con đi đi không? Vi, con nên nhớ ấy, đừng để vẻ bề ngoài tội nghiệp của nó đánh lừa nghe chưa? Sao ấy, cái loại đấy con chỉ cần hở một chút móc vết đổ con đấy, nhớ chưa? Ừ. Bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi học nhá. Thank you.
cậu đâu. Tớ mãi chạy theo gấu bông nên bây giờ tớ không nhớ đường về nhà. Trời ơi, đường gì? Tớ nhớ đường mà, để tớ đưa cậu về nhá. Đi theo tớ. Đã tìm thấy con bé chưa? Sao? Luôn hả? Có mỗi đứa trẻ con tìm mãi không xong là như nào? Đi tìm tiếp ngay cho tôi. Bạn ấy bị lạc, cháu chỉ đưa bạn ấy về thôi à? Bạn? Ai là bạn của mày? Con gái tao mà đi kết bạn với loài nghèo khổ như mày á? Mẹ ơi, bạn ấy nói đúng rồi đấy. Tại con không ngoan nên con bị lạc đường. May mà có bạn đấy. Vi, dù cho con có bị lạc đường ấy thì người lớn xung quanh con phải hỏi chứ. Sao lại đi cùng với thằng Danh này? Nhưng mà người lớn không chịu giúp con. Họ còn bảo con là lừa đảo ăn cắp nữa. Hả? Họ dám nói con như thế á? Vô học. Con có biết cái gì đâu mà ăn nói được mồm được miệng như thế chứ. Mẹ nhìn bạn đấy xem. Bạn đấy cũng là trẻ con. Sao mẹ lại mắng bạn đấy là ăn cắp lừa đảo? Thì Cô không sao đâu cô ạ. Ai bảo cháu là đứa trẻ nghèo, không được dạy dỗ đàng hoàng. Với cả mẹ cháu cũng luôn nói với cháu là nghèo cho sạch, rách cho thơm ạ. Cô không nghĩ con là một đứa trẻ hiểu chuyện như thế đâu đấy. Thế thì lúc nãy cô lại trách mắng con quá lời rồi. Con cho cô xin lỗi nhá, đừng để bụng. Mà không tại cô không những người lớn lại có thể nghĩ con gái cô là kẻ cướp giật lừa đảo được. Mẹ ơi, sao mẹ không tin trẻ con? Sao mẹ ghét bạn đấy? Có phải bạn đấy ăn mặc xấu xí không ạ? Thật ra chuyện này là lỗi của mẹ, do mẹ sai đấy. Con cho cô xin lỗi nhá. Này, thật ra không có gì nhiều. Con cầm lấy chút tiền, xem như là cô cảm ơn vì đã dẫn con gái cô về nhà nhá. Nhưng mà con cầm lấy số tiền này đi. Thật ra là để cho cô đỡ áy náy, vì cô là người sai mà. Tuy con là trẻ con nhưng con có thể tự kiếm tiền được ạ. Với cả con không lấy tiền của người khác đâu ạ. Mẹ ơi, chắc bạn ấy không nhận tiền của mẹ đâu. Thôi cô ơi, muộn rồi, con phải đi về mua thuốc cho mẹ đấy ạ. Con cầm lấy số tiền này đi, về còn giúp mẹ lo thuốc thang nữa chứ. Cháu không giả vờ nghèo khổ để lừa người khác. Với cả cháu cũng không cố tình giúp con cô để lấy tiền. Thôi, cô cứ giữ lại số tiền đó đi ạ. Khổ, không phải ý cô như thế đâu. Chỉ là cô biết mình sai và cô muốn giúp một con một ít để con còn về lo tiền thuốc cho mẹ thôi. Con cứ nhận lấy nhá. Thôi cô ơi, tuy con nghèo thật nhưng mai sau con được giống như cô thì con sẽ đối xử tốt với những người có hoàn cảnh như con ạ. Con nghĩ là cô nên thay đổi đấy ạ. Con chào cô, con phải về đấy ạ.